Chào các bạn nha, hôm nay mình cùng xem con máy cày 4.5-8 các bạn. Kubota 4.5-8. Ta không có làm cho bẩn cái đằng sau các bạn, đất dần lên quá trời luôn. Ở đây là mình đang đứng ở cánh đồng Kiên Giang các bạn, ở sau kinh Cơ Cội nè. Cái cánh đồng này là cỡ này người ta mới xuống giống đó các bạn, sợ nước mặn như đó nên không có xuống sớm. Cỡ cánh đồng này thường thì nửa tháng tư hoặc là đầu tháng 5 mới có xuống giống. Cây lúa quê hương anh. Hả? Kênh cây lúa quê hương. Cây lúa quê hương hả? Dạ. Tôi có đăng ký kênh đó. Dạ hả? Đi lên. Quay chừng nào mới đăng? Chiều đăng. Chiều đăng ha. Dạ. Chiều đăng là có đó ha. Dạ, chiều đăng. Con máy này có đấu đầu gì chưa? Chưa. Còn zin luôn đó ha. Còn zin. Dạ. Dần sớ này xài thấy anh thấy như vậy là im không? Im ha. Em thì dở ẹt à, nên quay cho ta coi nhiều. Lúa này lúa là lúa Nhật không à, gom gạ không có đốt luôn đó. Dạ, vậy là gom gạ không có đốt đó ha. Thành ra là sớ đường vậy là êm lắm rồi đó ha. Chứ nó em thấy này nó bày nhầy quá. Cái này là lần bắn mấy cắt nó quậy banh chành ra đó. Dạ mà sao mà sớ mà không đẩy cái bẩn, nó dằn làm sao quá trời. Để bẩn sớ mình chụp liền á. Dạ. Để bẩn. Dạ. Mà xế này bỏ cả tháng trời rồi mưa dài đám đó. Dạ. Rồi để bẩn là nó hồ lại hết trơn. Dạ. Lý do vậy mà không có để cái bẩn nữa ha. Dạ. Tại cho nó dằn. Cái này cả tháng nữa mới chục rồi. Nếu mà để bẩn nó gạt nó bằng gan rồi nó hồ hết trơn. Dạ. Ở đây sợ nước mặn như đó nên không dám làm, cái này chưa dám làm nữa anh ha. Ừ, đúng rồi. Ừ, cái đồng này lẩm gẩm vậy là mà ảnh hưởng dữ anh ha. Rồi nước mặn lên tràn lên cũng mấy miếng đâu bơm được đâu. Dạ. Cái đất này nó hơi xấu nha các bạn. Cho đó nên anh chủ máy cày này thì anh nói là anh sớ thì anh cũng thấy hài lòng với cái dàn sớ này lắm. Nhưng mà cái đất này nó hơi xấu rồi đó, là mình thấy nó bày ngày. Này là do cái miếng ruộng này là cái miếng ruộng lúa Nhật à, bỏ cả tháng này nó lên lợi này các bạn. Cánh đồng này thì thường thì làm chỉ có hai vụ thôi. Vụ đông xuân thì ăn cái đẹp sớm rồi bỏ lại tới đây là đầu tháng 5 này các bạn, nhưng mà người ta còn bỏ thêm cả tháng nữa người ta mới xạ đó. Do sợ nước mặn. Cái hàng cây vết bên kia đó các bạn, cái hàng cây vết màn ảnh của mình đó, là cái hàng cây đó là ngoài kia đó là biển rồi đó, ngoài đó là cái đập biển rồi đó các bạn. Ở ngoài đó gọi là Bãi Dương đó các bạn. Ở ngoài đó gọi là Bãi Dương rồi đó. Bỏ cái hàng cây đó ra ngoài là biển mênh mông rồi đó. Bởi vì cái giờ chỗ này là nước mặn tràn vô dữ lắm, ảnh hưởng lắm. Ví dụ đông xuân vừa rồi đó là thu hoạch là có những người thu hoạch là một công lúa còn có 5-6 bao à. 4-5 bao à. Bởi vì đợi xa mưa có nước nhiều mới xả lúa được. Đó, mình giờ mình trở lại con máy cày 4.5-8 của mình.
tại cái dàn sớ không có gắn cái bẩn cái dàn đất rồi. Đất này nó cái mùa mưa là nó lúng lắm các bạn, hôm nay bỏ biết bao lâu rồi đó. Cái khi dùng đất này là dùng đất là lúng lầy số 1 luôn á. Lúng lầy mà đến đổi mà máy cắt vô đó các bạn, là có những miếng ruộng là kêu máy ủi theo luôn để dành kéo. Đó, đến đổi mà như vậy luôn đó các bạn, chứ không phải như những cái vùng mà đất cứng. Cái bông mà nó tháo ra cái bẩn thấy nó cũng sớ, hình như nó hơi khỏe đó các bạn, nó dần thoải mái rồi. Xong miếng rồi đó các bạn, còn sớ cái này cái nó là xong. Bên kia sớ chung với con quên đó, sớ chung với con 5018. Bơm sớ hay giờ đó, bắt đầu mình qua bên đây, bắt đầu mình qua bên đây mình quay thêm cho các bạn xem nè. Ý là bỏ cái tháng này mà hơn tháng nữa các bạn, nhưng mà cỏ lên rất là nhiều luôn nè các bạn thấy, chứ mà ảnh các bạn là cỏ không đấy các bạn, nhưng mà là cái gạ nó còn chưa mọc hết nè, tại vì ở đây người ta cũng không có đốt mà người ta cũng không có, ta cũng không phát gạ luôn. Cái này đất này nó dâng cục bự bự không mà, sớ này nó dâng cục bự bự không các bạn, để các bạn xem nè, dâng không có bằng, cái dâng đất không có bằng các bạn, lục cục lòn hòn không mà, thì nó ngay đất này nó cũng hơi xấu. Thì sớ này thì mình thấy là nó cũng hơi sâu đó, cũng sâu đó, nhưng mà có điều là nó không có bằng thôi, tại dạng này dạng đất ướt khó mà đều lắm, lục cục lòn hòn như đất cài vậy. Thì các bạn mới hồi nãy đó các bạn, thì mình quay cái con 4508, bây giờ thì cái con này nó sớ chung với con 4508 nè, là con 5018 các bạn. Đó, ở đây thì anh tài xế nãy chia sẻ thì là do sớ cái này là còn cả tháng nữa mới có xuống giống, thành ra mấy ảnh sớ là tháo cái bẩn ra cho đất nó dần tự do. Đó, các bạn thấy đất nó dần tự do đã không?
đất dân tự do. Cái bánh bờ đó là của Phúc Cầu 13 đó các bạn. Bánh bờ đó thì thường thì ổng làm cỡ cái con máy 4508 này thì cỡ 5 triệu đó các bạn. À, cái đó là không có tiền xe các bạn, chỉ bán tại nơi thôi, tại chỗ thôi. Thì có ai mà có nhu cầu xài những cái món đồ như vậy mà không có biết cái địa chỉ thì liên hệ qua bên mình các bạn. Mình sẽ cho các bạn số điện thoại để mua xài cái bánh bờ đó đó. Đất dần tự do.